chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi bổ sung quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Các đại biểu góp ý tập trung vào những quy định chung có tính nguyên tắc về số lượng lãnh đạo cấp phó phòng, phó trưởng ban và tương đương, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, quy định số lượng, tên gọi các đầu mối trực thuộc của từng cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị xem xét bố trí số lượng các phòng trực thuộc của 6 cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Cụ thể, văn phòng tỉnh ủy bố trí 5 phòng trực thuộc, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy bố trí mỗi cơ quan 4 phòng trực thuộc, Ban dân vận tỉnh ủy, Ban nội chính tỉnh ủy bố trí mỗi cơ quan 3 phòng trực thuộc, xem xét điều chỉnh nâng tổng số cấp phó cơ quan tham mưu giúp việc lên không quá 18 người. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam vừa tiếp và làm việc với lãnh đạo công ty SK Ecoplan đến xúc tiến đầu tư hợp tác trong lĩnh vực môi trường tại tỉnh. Đại diện công ty SK Ecoplan đã giới thiệu khái quát về công ty và công nghệ tái chế hóa học dự án Minh Khai. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam sản xuất dầu nhiệt phân bằng chất thải nhựa. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của Hưng Yên trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, vấn đề môi trường, thu gom rác thải, xử lý rác thải trong sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Đồng chí mong muốn hợp tác trong xử lý rác thải công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nói chung và tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, huyện Văn Lâm nói riêng, đề nghị công ty đặt xưởng tại khu vực làng nghề tái chế nhựa Minh Khai để thuận lợi cho việc vận chuyển, xử lý rác thải. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng và kết nối tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng, góp phần nâng cao giá trị của nông sản nói chung, quả nhãn nói riêng. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện đăng ký mới, gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng. 60 tổ chức hộ sản xuất, trong đó gồm 14 hợp tác xã và 46 hộ sản xuất được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên, 2 tổ chức được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Long Nhãn Hưng Yên. Đại diện các doanh nghiệp, các hộ sản xuất đã ký kết tiêu thụ sản phẩm và có những trao đổi về giải pháp nâng cao giá trị nông sản. Sáng nay ngày 15 tháng 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới, đồng thời thực hiện chi trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm trừ lĩnh của tháng 7 năm 2023 cho người hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đợt này, toàn tỉnh có trên 51.000 người được điều chỉnh tăng từ 12,5% đến 20,8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 42 năm 2023 của Chính phủ. Trong đó, mức tăng 12,5% áp dụng với người hưởng lương hưu, trợ cấp từ tháng 12 năm 2021 trở về trước, mức tăng 20,8% cho người hưởng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. Người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước năm 1995, sau khi điều chỉnh lương dưới 3 triệu đồng, được tăng thêm để đạt 3 triệu đồng một tháng. Trong kỳ chi trả này, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh bố trí gần 370 tỷ đồng, bổ sung chi tăng lương tháng 7 và trợ cấp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, từ đầu năm đến nay, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đã xử lý 10 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Đó là các vi phạm do hộ gia đình tự chuyển đổi đất trồng cây hàng năm để xây dựng nhà tạm, chuồng trại chăn nuôi, lán xưởng. Như hộ ông Đỗ Hữu Loát xây dựng xưởng chứa phế liệu nhôm, đồng nhựa, nhà tạm trên diện tích hơn 900 m². Ông Đỗ Xuân Phong vi phạm diện tích trên 1.100 m² xây dựng kho khung thép. Xác định việc thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng trái phép theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh là nhiệm vụ chính trị cần tập trung, thời gian tới địa phương tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, không để xảy ra phát sinh mới, tái vi phạm.
Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và container theo kế hoạch của Bộ Công an. Việc kiểm tra được tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe đưa đón công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe buýt và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Qua kiểm tra 20 phương tiện, nhìn chung, các tài xế đã được tuyên truyền và nắm được quy định trách nhiệm của người điều khiển khi tham gia giao thông. Tuy vậy, vẫn còn nhiều trường hợp chưa chấp hành luật giao thông. Qua kiểm tra trên tuyến quốc lộ 38A, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô vi phạm chở khách không đóng cửa xe theo quy định. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng tối đa hệ thống camera giám sát trên tuyến, phối hợp cùng các tổ tuần tra kiểm soát trên đường để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và không có vùng cấm. Sáng qua ngày 14 tháng 8, bệnh xá đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận ông Nguyễn Văn Ca, 44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, ngư dân trên tàu cá BD 97904 bị bệnh hiểm nghèo và phối hợp đưa vào đất liền điều trị kịp thời. Được biết, ngày 13 tháng 8, trong quá trình khai thác thủy hải sản, ông lặn ở độ sâu khoảng 30 mét và trở lên mặt nước đột ngột nên có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, co rút tay chân. Nạn nhân được đưa vào đảo Tiên Nữ xử trí ban đầu, sau đó được chuyển về bệnh xá đảo Phan Vinh. Sau khi tiến hành hội chẩn với bệnh viện quân y 175, chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp tuyếp 2, xoài túi mật, các bác sĩ bệnh viện quân y đề nghị đưa người bệnh vào đất liền điều trị bằng máy bay trực thăng. Đến 6 giờ 25 phút sáng nay, ngày 15 tháng 8, máy bay trực thăng đã đáp xuống nóc tòa nhà viện chấn thương chỉnh hình bệnh viện quân y 175 an toàn. Bệnh nhân được nhanh chóng đưa vào trung tâm cấp cứu và tiến hành điều trị. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, được chụp MRI sọ não và MRI cột sống để đánh giá tổn thương. Khoảng 10 giờ sáng nay, tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà cũng là quán ăn C5, tầng một tum, rộng chừng 60m² ở số 42 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Một số người đi đường bị ngã và mảnh kính găm vào do sức ép của vụ nổ, 4 người bị thương, gồm 2 nhân viên quán ăn, 2 người đi đường đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sanh Pôn và Viện Bỏng Quốc gia. Nguyên nhân ban đầu là nổ khí ga. Lãnh đạo quận Ba Đình cho hay, 2 xe cứu hộ của công an quận Ba Đình và các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường điều tra sự việc. Được biết, đường Yên Phụ dài 1,5 km, rộng hơn 60 m với 3 làn đường và có giải phân cách, trong đó làn đường ở giữa dành riêng cho xe buýt. Tuyến đường tập trung nhiều quán bar, quán ăn. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nguyên nhân của vụ nổ. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, giới chức Ấn Độ cho hay mưa lớn gây lở đất đã làm ít nhất 58 người chết và nhiều người mất tích ở các bang miền Bắc nước này. Mưa lớn trong nhiều ngày đã cuốn trôi nhiều phương tiện, gây thiệt hại cho các tòa nhà và phá hủy nhiều cây cầu tại hai bang Himachal Pradesh và Uttarakhand. Bang Himachal Pradesh đã ghi nhận 50 người thiệt mạng trong 24 tiếng qua. Con số này có thể còn cao hơn nữa khi vẫn còn hàng chục người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Lũ lụt và lở đất là nguyên nhân cho các sự vụ tàn phá trên diện rộng khi Ấn Độ vào mùa gió mùa. Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu cũng đang làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ việc. Trong tháng 7, mưa xối xả do gió mùa cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 90 người tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi. Khi đó ghi nhận mực nước sông Yamuna dâng cao kỷ lục kể từ năm 1978. In the state capital Shimla. Mới đây, những hình ảnh ghi lại cảnh những con nghiện vô gia cư tại một khu dân cư ở bang Pennsylvania đi loạn choạng trên đường phố, xung quanh là lều bạt và rác rưởi vương vãi đã gây sốc, khiến các quan chức Mỹ lo ngại về cuộc khủng hoảng ma túy. Đoạn phim ghi lại khung cảnh khủng khiếp tại khu dân cư Kensington, thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, cho thấy quy mô của làn sóng ma túy đang chế ngự thành phố, biến những đường phố thành một địa ngục tràn ngập ma túy. Tình trạng tồi tệ này là do sự gia tăng của loại thuốc Silazine hay tiếng lóng của con nghiện gọi là Tranh, một loại thuốc an thần cực mạnh có khả năng gây chết người. Con nghiện sau khi sử dụng Silazine sẽ đi lang thang trên đường phố trong trạng thái giống như bị thôi miên, không nhận thức được chuyển động của họ và nằm dài trên vỉa hè. Thái Lan hôm 14 tháng 8 đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ ở một bệnh nhân là nam giới có nhiễm cả HIV/AIDS và bệnh giang mai. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết, bệnh nhân 34 tuổi đã được đưa vào một bệnh viện tư nhân ở tỉnh Chonburi, miền đông Thái Lan vào ngày 3 tháng 7 và được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ một tuần sau đó.
ca bệnh tử vong vào hôm 11 tháng 8 vừa qua. Tính đến ngày 8 tháng 8, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 189 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, với 161 ca bệnh là người Thái, 28 ca bệnh là người nước ngoài. Hầu hết bệnh nhân là những người đồng tính nam, và 82 trong số này bị nhiễm HIV-S. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.